chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube này nha. Hôm nay thì mình đang có mặt ở Cần Thơ để mình sẽ review và khám phá quay cái chiếc tàu phà vượt biển Phú Quốc Hà Tiên tiếp theo cho các bạn xem ha. Thì mình sẽ nói sơ qua chiều ngang, chiều dài và hộp số và máy chuyên dịch cho các bạn nghe. Cái chiếc này có một cái chiều ngang là 12m9, chiều dài thì nó độ khoảng 69m, có gắn hai động cơ Mitsubishi S12R. Cái thời gian hoàn thiện thì nó mất cũng khoảng 6 tháng. Đó, cái chiếc này trong hoàn thành hết thì nó độ khoảng 20 mấy 30 tỷ nha các bạn. Đó là cái thông tin trước khi mình quay thì mình đã hỏi sơ qua những anh em thợ, với lại là mình có hỏi anh Hoàng, mình giám đốc xưởng đóng tàu ở chỗ này. Đây vẫn là cái chiếc vượt biển tàu phà Phú Quốc Hà Tiên. Thì mình các bạn hãy nhớ bấm đăng ký kênh để xem được cái phần tiếp theo mình sẽ quay hạ thủy. Bây giờ cái phần đầu tiên thì mình sẽ quay cái lúc mà trước giờ hạ thủy thì mấy anh sẽ làm gì. Bây giờ bên kia thì mấy anh đang bơm phao vô, quăng phao vào để chờ nước lớn đỉnh điểm rồi là hạ thủy xuống là cho nó tuyệt vời ha. Cái chiếc này thì nó có trọng tải độ khoảng 2000 mấy tấn nha các bạn. Đây là ủ của anh Hoàng, nhìn các bạn thấy không, nhìn nó rất là hoành tráng và bự chà bá luôn. Chiều ngang thì 12m9, gần 13m. Giờ thì mình sẽ khám phá vòng vòng cho các bạn xem ha. Chiếc này chở xe thì chắc độ khoảng 50 chiếc đó các bạn. Đây là cái mực nước nè, mực tải là 2m4, mạng tải nè. Đấy, cái mỏ bàn ở phía trước để cho tàu với xe lên đó, xe 7 chỗ, xe container rồi đó đi lên này. Thì hôm nay thì hạ thủy cách đây khoảng tầm 1 tháng mấy 2 tháng trước thì mình cũng có quay một chiếc tàu y như vậy. Hạ thủy là cái tàu của anh Phước Trâm, hôm nay thì lại thêm một cái chiếc y như vậy nữa nhưng mà hơi cục hơn xíu. Thì mình sẽ cùng xem nha, tại vì mình rất là thích mấy cái chiếc nó bự như thế này. Hạ thủy coi nó rất là đẹp các bạn. Đó, đây là cái mấy anh ở phía trước nè, còn mấy anh ở bên dưới thì đang chuẩn bị rút gối và bơm phao lên. Còn anh này là anh Hoàng, giám đốc trưởng đóng tàu đây. Đó, anh núp ở dưới cái bóng hơi đen đen đó các bạn thấy không, tại vì cái này nó hơi bị chá nắng nha cho nên các bạn không thấy rõ. Anh em nào có nhu cầu đóng sửa chữa thì có thể đến Cần Thơ, cái địa chỉ thì hầu như là phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ hay sao á. Chút nữa thì mình sẽ ra quay cái bản hiệu sau, tại nãy mình đi quay tớt ngang rồi cho nên mình chưa có kịp cái quay cái bản hiệu của công ty ảnh nữa các bạn. Bây giờ mình sẽ đi khám phá từ ở phía trước mũi ra phía sau ha. Bây giờ mấy anh này rất là vui tính nè, anh Thư. Nè, cười cái. Đó, thấy chưa? Không, nhìn mấy anh đi làm cực nhưng mà cũng rất là vui tính và nhiệt tình ha. Để hạ thủy được một chiếc tàu thế này thì nó cũng cần có một cái thời gian khoảng 2 đến 3 tiếng mới hoàn thành nha. Thì bây giờ thì mình sẽ cho các bạn đi ra phía sau cho các bạn xem. Cái này thì có khoảng 11 cái phao nha các bạn. Một cái phao, mỗi một cái phao thì nó chịu tải được 300 tấn. Bây giờ mình sẽ đi phía sau cho các bạn xem hai cái chuyên dịch nè, rất là khổng lồ. Đây, ở đây thì anh Hoàng cũng có đóng xà lan này. Chiếc này là chiếc xà lan cũng mini ha, cũng nhỏ xíu. Rồi cái chiếc đằng này thì ảnh cũng đang đóng mới nữa này. Chiếc này chắc độ khoảng 1000 mấy tấn quá, nhưng mà mình không chính xác nữa. Mình thấy nó bự bự nè. Bên kia thì cái đầu xà lan, ảnh đang sửa chữa chiếc cái đầu sao đó, cái đầu đó các bạn thấy không. Giờ mình đi ra phía sau ha. Này là mấy cái máy hàng này các bạn. Nó vẫn là bơm phao lên bành trướng luôn. Ý, mực nước hôm nay lớn rất là nhanh nha. Đây cái chân dịch đó này, chân dịch này độ khoảng 1m7 nha các bạn. Đây các bạn thấy nhìn không, ở phía sau này nhìn nó rất là hoành tráng và bự chà bá luôn. Đây là cái ống khối của tàu này. Cái máy thì S12R Mitsubishi. Thấy chưa, bự ghê ha. Vẫn là tàu vượt biển Phú Quốc Hà Tiên và Hà Tiên Phú Quốc ngược lại.
cái chiều ngang, cái chiều ngang này thì nó độ khoảng nhiêu ta, chiều ngang độ khoảng 2 mét ha. Cái này 2 mét không anh, chiều ngang á, chiều ngang 2 mét không? Bên lái à? Ờ bên lái. Ngang 1m35. Mét 35. Cà hồi đánh mốc à, chân dịch này 1m7 không anh? Rồi 1m75 luôn. 1m75 luôn ha, hộp số bao nhiêu tua ta? Nó y chang như của tàu Công Phước rồi rồi vậy đó. Dạ. Mấy cái phần này. Vậy là cục cái hộp số thì nhiêu tua anh? Ba đó là dự đó là cái động số này nó phải tua mấy gì hả? Nên nghe từ này. À gì ha. Nó chạy dịch lên 1m75. Một thép 1m75. Đây thì bây giờ thì mình sẽ cái hộp số kia mày lấy cho tôi là em quên mất tiêu rồi cái hộp. Hộp số được rồi, em quên mất tiêu rồi. Mitsubishi 12R này thì trước giờ Hà Thủy thì mấy anh cũng tranh thủ ha, cái chỗ này thì không thể qua lại nha các bạn. Đây. Tại vì cái biết cái tàu nó chạy lúc nào. Ở bên này thì ấy cái chiếc cua bè ha, chứ không có chơi cái chiếc cái càng đẩy đẩy của họ mà. Này là anh làm đó vậy anh. Dạ, vậy là ngang 1m35, dài 2m hả? 3m. 2m1. Ờ em thấy bự ghê ta. Cái này ống khói không anh? Ồ gọi phức tạp rồi. Ống khói ha. À. Nhìn các bạn thấy hoành tráng chưa? Bữa nay nắng quá anh ha. Đây cái mấy anh ở trên thì cũng đang chuẩn bị đồ ở trên các bạn. Quả là một ngày rất là nắng gắt luôn. Quá trời ốm rồi. đi vòng vòng nha. Này cực dữ à mấy chú à. Để các bạn hãy nhớ đón xem phần tiếp theo ha. Tại vì cái nội dung này nó rất là dài thì trước tiên thì mình sẽ quay sơ qua một cái lượt để cho mọi người nắm và hiểu qua. Rồi phần tiếp theo thì mình sẽ quay tiếp. Tại vì cái là nó rất là dài, xem rất là lâu. Cho nên là mình sẽ sơ qua giới thiệu cái những cái chiếc đang đóng và sửa chữa này. Và có cái đầu xuất hiện này, cái đầu xà lan này. Ở đây chắc vừa mới mưa xong quá. Này cái đầu thấy không? Cắt ra luôn. Bự ghê. Mấy anh rất là tranh thủ cái giờ này. Tại vì biết không các bạn biết không, nếu mà không tranh thủ chút xíu nước ròng nó khó lắm. Cho nên là tranh thủ cái lúc nước lớn để xuống cho nó dễ. Y như cái tàu của Phước Trâm vậy các bạn, nhưng mà cái là hơi cục hơn xíu ha, máy móc đồ thì hộp số đồ không biết là hộp số thì chắc hơi khác, còn chân dịch thì y nhau, cái mẫu tàu thì cũng y như nhau. Mà mấy cái máy hàng là máy hàng dữ không nè, đúng không? 4-5 máy hàng luôn, 6 máy hàng. Này cái chiếc này bên đây thì cũng đang trong quá trình đóng. Cái này chưa có hàng ha. Này sắt này chắc khoảng một phân 10 ly. Cái đèn phân ha anh. Đây ở phía trước thì mấy anh máy tời mình chưa buộc chưa hết ta? Em chưa thấy máy tời nữa. Cái tời để mà kéo bạn mở bạn hả? Dạ. Có rồi chứ. Dạ hả? Em phải leo lên trên nó nằm trong cái góc trong. Biết rồi. Trong cái lỗ chứ cũng hướng gì đó. À vậy hả? Bởi em tại hồi này có quay bên Long Xuyên em thấy người ta chơi ngang cái má bên hông không à. Chơi hàng hai nó giống như hai lỗ tai hai bên thỏ dây vô lôi lại. Ôi. Ủa chiếc này tên gì ta em quên rồi. Kim Thủy Lâm. Kim Thủy Lâm. À. Rất là đẹp ha, chưa vẽ tên hả ta? Dạ, vậy là xuống dưới mới vẽ. Kim Thủy Lâm. Này chắc cỡ 2.000 tấn anh. Đó, cũng ngang ngửa với chiếc Phước vừa rồi đó. Dạ, 2.000 mấy ha. Cũng xe cũng 50-60 chiếc gì. Nó lớn nhỏ hơn chiếc Phước là tính ra khoảng 8-10. Nó chỉ ngắn cái chiều dài à. Dạ. Ngắn cái chiều dài ngang bằng nhau. Số máy thì vậy là chắc chiếc này chạy giọt hơn chiếc kia. Đấy, hơi cục. Này, có thể là nó giọt. Có thể là giọt hơn. Tại vì nó ngắn hơn. Dạ. Chiếc này nhìn coi nó phê thiệt chứ. Bữa nay ông trời ông nắng nhận nắng dữ luôn á. Đó thì mấy anh cũng gần tranh thủ cái giờ Hà Thủy rồi đấy các bạn. Đó bây giờ trước tiên thì mấy anh sẽ đưa cái
mỏ gào vô là anh chịu vô cái mỏ bàn đó đó, đặng mình nhích đi ha. Hai cái bá lan bên đây, hai cái gỗ ghẻ bá lan bên đây nè, máy tời thì chịu lại. Tại vì hạ thủy bằng phao mà. Rồi các bạn mà các bạn nhớ đăng bấm đăng ký kênh để xem thằng video tiếp theo nha, vì bây giờ mình hơi dài.